Biết ông Độ đen đen cái gì? Ông vụ nó đi buôn lậu. Trời, đi buôn lậu hả? Thế ghê vậy ta? Nhưng mà buôn lậu cái gì mới được chứ Tám? Cao ngựa bạch. Hát chảo, hát thuốc chảo. Cao ngựa bạch thuốc chảo. Thuốc bắc. Thuốc bắc. Trời ơi, người ta chia câu đó ra làm đôi. Cao ngựa bạch. Nghĩa là con ngựa bạch đi nấu cao. Rồi bạch thuốc chảo là một loại thuốc bắc. Vậy hả? Gì cao ngựa bạch thuốc chảo thuốc bắc gì tụi nó. Đó, cái vụ đó đó. Vậy đó. Để mà đưa qua cửa khẩu rồi xong rồi tụi nó lỡ có gì là người ta bắt tụi nó đó. Tức là câu hỏi dẫn tiếp theo đặt là bây giờ hai đứa cháu nó đã nhận lời mần việc chứ ông Độ chưa? Có luôn rồi. Nó mần tới đâu rồi? Bây giờ nó nhận lời rồi. Thôi chết rồi. Giờ sao? Giờ mình phải đi cứu hai đứa nhỏ liền. Ghê quá, chị đi cứu hả? Đi cứu nó liền đi. Mà khoan, đi cứu gì? Gì? Đi cứu cái gì? Đi cứu hai cháu mình chứ gì? Cứu gì? Có gì đâu cứu. Cứu nó dính vào đường dây kinh khủng khiếp mà không nghe hả? Dây gì? Tụi nó trên lầu kìa, đường dây gì? Ủa là sao? Như vậy nó chưa có mua gì hết trơn hả? Thì đó thì là ông Độ đưa tiền cho nó mua đồ của ông Độ. Ông Độ đưa tiền? Rồi cho nó mua ngược lại của ông Độ. Trời ơi, vậy là tôi biết rồi. Chứ làm gì hai đứa nhỏ nó có tiền mà thì nó đó mua. Ê mà nè. Sao? Vậy là giờ nghe thưa 5/8 nè. Sao? Ông Độ không đưa tiền. Đúng rồi. Cho hai đứa nhỏ nó qua nhà ông Độ nó mua cái đồ của ông Độ. Thì quên cả làng rồi. Vậy có gì đâu nói. Thì đúng rồi. Vậy mà nãy giờ là làm gì căng thẳng dữ trời. Anh Lộc ơi, anh Lộc, anh ngồi xuống đây em lại anh Lộc. Có chuyện gì mà em hẹn anh ở đây? Em gầu quá trời gầu rồi, bây giờ không biết làm sao nữa. Em sao vậy? Em làm như tăng động vậy. Ví dụ làm ăn của em chứ anh đó. Làm ăn thì sao? Anh còn ung dung vậy nữa hả anh Lộc? Có gì đâu không ung dung. Anh có biết là hả, đầu cổ em bây giờ nó như cái bồ nùi, cái bồ nhùi chùa nồi không? Bình tĩnh coi. Thì cái vụ mà tiền lời của em với anh với ông Độ đó. Thì sao? Tiền lời nó đẻ nợ mẹ, đẻ nợ con đẻ nợ chút, nợ chất, đẻ nợ cháu, nợ tùm lum hết trơn đó. Nè, em trong khi em với anh chưa có bán được lạng cao bạch ngựa nữa hết á. Rồi bây giờ em không biết làm sao nữa. Bình tĩnh lại coi. Ăn nó không đâu bao đâu hết trơn á. Nè, cái tiền lời đó, cái tiền thì từ từ mà ấy, mình bán được mình có tiền mình trả. Sao đâu? Nhưng mà anh biết không? Ông Độ mà ai mà mượn tiền ổng, ổng có bao giờ buông tha đâu. Anh có biết là tới tháng tiền lời không? Lúc đó em với anh xoay không kịp là chết luôn á. Em nói gì? Tới tháng nữa hả? Lúc đó hả, ổng sẽ tìm tới gia đình của em, xong ổng đòi cha mẹ em rồi chị em. Lúc đó là gia đình em là bị trừ khử hết luôn á. Có sao đâu, có liên quan tới anh đâu. Nè, em có gia đình á thì ổng tới trừ khử, còn anh á sống một mình nè, một cô một cút có ai đâu, ổng tới trừ khử đúng không? Thì anh sống một mình, ổng trừ khử anh. Lúc đó hả, ổng thanh trừng anh luôn. Lúc đó anh đừng có kiếm em. Tôi chết là không được đâu, chứ cái là banh xác rồi. Em ơi, em nghĩ cách đi. Trời ơi, nghĩ cách đi, làm cái này mà gò dò đầu hoài vậy. Em nhường cho mưu mẹo lắm mà, suy nghĩ đi, động não tên em. Hay là như vậy đi, chắc mình khai thác ngân hàng nóng đi, anh thấy sao? Không được, trời em nghĩ sao vậy? Đã nợ ông Độ rồi, bây giờ đi mượn thêm ngân hàng nữa, tiền này tiền kia sao mà trả được. Em nói ngân hàng nóng ở đây là gia đình, anh em, bạn bè của mình đó. Ôi chạy không được nữa, nghĩ sao vậy? Anh có một mình à, em còn bán cho gia đình, anh bán cho ai? Bây giờ em suy nghĩ vậy nè, anh á anh đem bán cho mấy người bạn bè, còn em đem bán cho gia đình em. Trước tiên là em đem về em bán cho ba má em, anh chị em. Còn anh là anh đem bán cho bạn bè, ví dụ như là chú Năm nè, cô Tám nè, chú Nghĩa nè. Mấy người đó là tiền tươi luôn. Mình bán cho những người xung quanh của mình trước. Đúng rồi. Là dễ nhất.
Còn em lại bán cho gia đình em trước. Đúng. Bán gấp, bán hay gấp. Đồng ý không? Đồng ý. Quyết định vậy nha. Đi. Ngồi xuống cho tôi. Trời ơi là trời. Tại sao vậy hả? Tại sao em không biết thương cha, thương mẹ, thương chú, thương cậu, thương ông, thương bà, thương anh, thương chị, thương cháu, thương chắc. Không biết thương chị hai em là tại sao? Cái gì mà chị vô đây chị chửi em ông sầm vậy? Em không thương ai. Gia đình em không thương, em thương ai? Em đâu có biết thương chị hai của em đâu. Mà cái này là không phải là chị chửi em, mà là Thủy. Nó nhờ chị chửi em. Là sao em không hiểu gì trơn? Chị á, là chị vừa mới nghe chú Năm kể á, là em với lại ông Lộc á hả, bị thằng cha Độ á lừa gạt vô cái con đường gì à, buôn lậu cao ngựa bạch thuốc bắc sách tay từ cửa khẩu đúng không? Cho nên á, chị nghe hả, chị quản quá, chị gọi qua chị mét Thủy liền. Rồi con Thủy nó ủy quyền của chị cho nó cho em hết luôn rồi đó. Chỉ có chuyện vậy thôi mà. Ừ. Mà chị Thủy chửi em là không thương cha không thương mẹ. Chứ còn gì nữa, chị cũng đang chửi em đây nè. Thì tại vì em với anh Lộc dại khờ nó mới bị dễ dụ vậy thôi. Em với anh Lộc cũng muốn đổi đời chứ bộ. Vì một ước mơ của em với anh Lộc thôi. Đổi đời cái gì, em lớn rồi em phải biết suy nghĩ chứ. Tại sao vậy? Con Thủy nó đi làm lụng vất vả mà em phải biết thương nó chứ. Em cũng có muốn vậy đâu, chuyện nó vậy rồi sao em biết được. Rồi bây giờ sao, giờ giải quyết sao nè? Em cũng biết lỗi rồi, bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Trong khi đó bữa giờ em với anh Lộc đâu có bán được lạng cao bạch ngựa nào đâu. Trời ơi là trời. Anh Lộc, anh bị làm sao ghê vậy? Em không á. Anh ngồi xuống đây coi. Ngồi đây coi. Tức ơi là tức à. Sao? Ông bị sao vậy? Sao mà ra nông nổi gì ghê vậy? Tôi đem cao ngựa bạc thuốc bách đi qua bên chú Nghĩa. Rồi mời coi ông có mua giùm được không? Gấp quá rồi. Rồi đó, cái ông không mua, ông còn trực tôi quánh tôi vòng vòng chung cư á. Đã vậy nha, cầm cái bịch cao ngựa bạc lên, xé cái rẹt, ụp trên đầu, từ trên đầu cổ đi xuống đầy người nè. Cái gì mà ghê vậy anh? Biết tất cái gì nè. Cái này á phải cao ngựa bạch gì đâu. Bột mì không à. Bột mì? Ừ. Thèm bự đi nè. Sao hai người lớn mà hai người không biết suy nghĩ gì trơn á. À kiếm tiền khó quá mà giờ biết làm sao bây giờ. Thì em với anh cũng gì ước mơ. Hai anh em của em muốn mở cửa hàng đồ trang luôn chị. Thôi bây giờ á, chị á là chị lỡ nhận lời với anh Thủy là giải quyết cái vụ này rồi. Chị sẽ đứng ra làm chị hai của em, chị sẽ làm chị hai em giải quyết chuyện triệt để chuyện này, được chưa? Bà giúp được hai đứa tôi hả? Ừ. Làm được không? Trời ơi, Phượng bác sĩ này á hả, có cái chuyện gì mà không có giải quyết được. Đâu phải giống như ai kia hết bị lừa cạc điện thoại với chúng SH. Rồi hả, bây giờ tới cao ngựa bạch. Tôi không hiểu á lạ hả, ông lớn rồi, ông bao nhiêu tuổi, ông có biết suy nghĩ không hả? Vậy là chị hứa là giúp em với anh Lộc đúng không? Ừ, bây giờ em gọi cho chị để chị gặp ông Độ gấp liền. Dạ. Còn ông nữa, ngồi làm gì vậy? Ông coi nè, gọi điện thoại nè. Ủa, giờ tôi phải chuẩn bị đi tắm nữa hả? Mau. Từ phần mất nước. Ủa chị, em thắc mắc quá chị. Thắc mắc gì? Thì vụ chị hẹn em ra đây, chị nói là chị trả tiền cho ông Độ đúng không? Ừ. Trả tiền nợ, tiền lãi, với lại chuộc lại chứng minh, với lại biên lai cho em và anh Lộc luôn đúng không? Ừ. Tôi thắc mắc á là kiếm đâu ra số tiền nhiều như vậy để trả cho ổng? Đúng rồi đó. Đâu ra nữa, tiền của con Thủy ở bên nước ngoài nó gửi về. Rồi hả, tiền tôi dành dụm một ít để sau này lo chuyện chồng con. Bây giờ hai người gặp chuyện thì tôi phải lấy ra tôi giúp đỡ hai người chứ làm sao. Phượng ơi, thiệt, hai đứa mình được cứu rồi. Mừng quá. Mừng quá anh ơi. Trời, mừng quá Phượng ơi. Cảm ơn Phượng nha. Chị tốt với tụi em quá ạ. Thôi là, tập trung vô chuyên môn ha. Coi giờ này xong chưa. Ê kìa, ông tới kìa, ông tới kìa. Bình tĩnh nha ông, để tôi giải quyết. À, chào mấy cậu, khỏe không? À, chào cô Phượng. Ừ, khỏe. À, tôi nhớ là cô có gọi cho tôi, cô nói là cô muốn xin vô làm giống như cậu Lỏng với cậu Dương đúng không? Tôi nói cho ông biết nha, tôi cảnh cáo ông. Ông á, mà còn dụ dỗ hai người này buôn bán vô cái chuyện mà lừa đảo của ông nữa hả, là tôi báo công an đó. Nè,
cô ăn nói cho cẩn thận nha. Ở đây lớn hết rồi, không ai lừa đảo ai hết á. Tự nguyện thì làm có hưởng. Tụi nó lớn rồi, không phải là con nít đâu mà dụ dỗ tụi nó. Bây giờ cô muốn gọi hả? Gọi ai thì gọi đi. Tôi thách cô đó, cứ gọi đi nè. Tôi làm ăn đàng hoàng chân chính, tôi không có sợ gì hết á. Đây ngay, không có sợ chết đứng. Ông đừng có thấy được tôi khờ dại, non nớt rồi ông bắt nạt được tôi nha. Anh Lộc nói đúng á. Đó, đó, đó. Mấy cậu đừng có trở mặt nha. Mấy cậu năn nỉ tôi xin vô làm bây giờ. Cậu nói chuyện kiểu đó hả? Ông thấy chị khai tôi đi hả? Ông định hãm hại tôi hả? Thôi. Không có dễ đâu. Thôi, bây giờ tôi không có nói nhiều nữa. Ông cũng đừng có cãi ngang, cãi cây bướng nữa. Ông là lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo. Bây giờ tiền nè, ông cầm đi, tôi trả tiền cho ông đó. Ông trả lại hai cái chứng minh, đưa đây cho tôi một lần. Chú khỏi đếm, tôi làm ăn là rất là chân chính, không phải lừa đảo như ai kia đâu. Cẩn thận dẫn thôi. Thì hai cậu còn có muốn đi bán cao người bạch thuốc bắc nữa không? Thôi đi. Trời, nè, chú nhìn mặt tôi cũng có giống con khùng không? Tôi đã đưa tiền cho chuột về rồi, bây giờ chú còn dụ dỗ hai đứa nó đi làm thôi. Chú nghĩ là tôi cho hả? Hả? Cảnh cáo cô lần nữa nha, đừng có xưng này xưng tôi nha. Thì bây giờ con nói rồi, bây giờ chú đưa trả rồi đúng không? Trả hết rồi đó. Từ nay lo làm ăn chân chính đi nghe chưa? Dạ. Đi về. Mấy người hay lắm, chưa biết mè nào cắn miểu nào à. Quên rồi. Gì vậy? Còn cái tờ giấy ghi nợ đâu? Đưa đây. Tờ giấy ghi nợ nữa? Nhớ kỹ quá. Ủa, định qua mặt tôi hả? Nè, đưa tiền ra đây. Từ từ, coi có phải đúng không đã. Mở ra coi. Đúng rồi, chú ký luôn nè. Của em đó là chị. Nhanh lên. Từ nay á hả, là xong xuôi hết nghe chưa? Nè. Tụi bay hay lắm. Trên trời xuống dưới đất nè, gặp bà tám trong quán là biết tất nè. Ai thương ai hay ai thường hay khóc nhè. Tập hợp tại quán cà phê ngồi tám nhé. Trong một chung cư cấp 3, tôi tàn nằm bên cạnh khu chung cư Nguyễn Nga. Ai dọn tới, ai dọn đi, ai đi đâu, ai làm gì, hỏi bà tám là biết hết. Như đã ghi trong nhật ký chuyện gì, chương gì, chương gì vậy. Bình tay lại đừng nghe điều tầm bậy thị phi. Các kiểu dối trá đôi điều, hãy tự tin rằng em rất đáng yêu. Tin vào tình yêu sẽ có người đã xa đang hệ. Dù vấp ngã hãy đứng lên và nói I'm okay. Đừng bỏ cuộc vậy như thế, chỉ vì miệng lên trần thế. Hãy cứ sống và nỗi đam mê sẽ có ngày vinh quang trên đường về. Nè, nè. Biết.